Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh audio truyện Đông Hùa. Trước khi nghe chuyện, mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 395, Thánh Hoa Chi Đạo. Ngay cả La Phong, Thánh Giao cũng đều chấn động, bọn họ không ngờ, đại thần quân liên minh thần trích vậy mà lại có hắc ám ma chi lực lượng. Vũ Tuyết cùng các cường giả thần trích càn khôn đảo cũng đều nhìn với ánh mắt kinh hãi, hơn nữa, từ việc những nhân vật của liên minh thần trích bây giờ không còn ngụy trang nữa cả đám đều không kiêng dè phóng thích ma chi lực lượng đủ để chứng minh liên minh thần trích bây giờ đã không còn là liên minh thần trích của trước kia nữa đương nhiên tất cả những điều này đều bắt đầu từ lúc minh chủ liên minh thần trích xuất quan hết thảy đều có đại biến hóa người vậy mà lại cấu kết cùng ma quả thực là bại loại của vạn vật thần linh điện chủ thánh hoa điện quát lớn với thiên long thân là thần linh thì phải giữ vững thần quy bây giờ liên minh thần trích không chỉ không tuân thủ thần quy ngược lại vì có được lực lượng cường đại hơn mà nhập ma đạo Điều này quả thực là bi ai của tất cả thần linh. Ha ha, nhập trụy ma đạo thì sao? Chỉ cần thực lực bản thân cường đại hơn, cho dù là hiến tế ta thì đã sao? Liên minh thần trích trung quy sẽ san bằng toàn bộ chư thần vạn giới, hoàn toàn thống trị đệ nhất thế giới, thậm chí là cửu đại giới. Giọng nói của thiên long đại thần quân như chuông lớn, vang vọng khắp nơi, hai mắt hắn ta nhắm chặt như vực sâu, ngay sau đó lại đột nhiên mở ra như ngôi sao chói lọi và quỳ dị nhất trên bầu trời đêm. Hào quang bắn ra từ trong mắt hắn ta, không phải là ôn noãn sinh mệnh mà là tử vong lãnh khốc đó là đạo ma lực có thể đối địch với thế giới vạn giới thánh tử chi địa mảnh đất từng mang vinh quang và hy vọng vô tận này bây giờ đang run rẩy dưới ma uy của thiên long đại thần quân tín ngưỡng và sự kiên định trong mắt tất cả chúng thần đều trở nên suy yếu trước cỗ ma lực lượng hủy diệt này ma khí như thủy triều cuồn cuộn thôn vệ hết thảy một cách vô tình từ hoa thảo thụ mộc cho đến sơn xuyên hà lưu không gì may mắn thoát khỏi vạn vật dưới cỗ ma lực lượng này mất đi căn nguyên lực lượng sinh mệnh bị tước đoạt, thay vào đó là sự xâm thực của ma chi lực lượng. Bọn chúng vào lúc này đều biến thành ma vật khôi lỗi, trở thành sự kéo dài ý chí của thiên long đại thần quân, mù quáng mà thi hành mệnh lệnh hủy diệt. Toàn bộ vạn giới thánh tử chi địa này như ngày tận thế, sắc mặt tất cả cường giả thần trích trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bọn họ cảm nhận được thần nguyên chi khí của mình đang bị cưỡng ép xâm chiếm, chuyển hóa thành ma lực lượng hủy diệt kia. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng những cường giả thần trích này, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Tuy nhiên, cho dù là đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng như vậy, trong mắt bọn họ vẫn còn lưu lại một tia sáng bất khuất, đó là quyết tâm đối kháng với số phận, cho dù ma lực lượng của đối phương có cường đại hơn nữa, cũng không thể dễ dàng hủy diệt thần trí ý chí của bọn họ. Từng người đều thúc giục thần nguyên chi khí, không ngừng chống lại sự xâm thực của ma chi lực lượng vào thời khắc mấu chốt này, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước, điện chủ thánh hoa điện, vậy thì bắt đầu từ ngươi. Đôi mắt của thiên long đại thần quân quả thực là một đôi ma nhãn hủy diệt thế gian, bùng phát ra một đạo ma quang có thể xâm thực tất cả thần linh, đánh về phía điện chủ Thánh Hoa Điện, tuy nhiên, đạo ma quang này trong mắt điện chủ Thánh Hoa Điện vô hạn phóng đại, ngay sau đó, lập tức thúc giục thần lực của bản thân, hóa thành một đóa hoa bình chướng phòng ngự màu hồng phấn. Âm! Uhm. ma quang trực tiếp va chạm mãnh liệt vào đóa hoa màu hồng phấn kia, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, ma quang tàn phá bừa bãi, không ngừng ăn mòn bốn phía đóa hoa hồng phấn, ban đầu còn có lực chống lại, theo thời gian trôi qua, đóa hoa hồng phấn cũng dần dần biến sắc trong đó còn tỏa ra ma khí, sợ là đã bị xâm thực. Thần sắc điện chủ thánh hoa điện hơi thay đổi, không ngờ lực lượng của đạo ma quang này lại cường đại như vậy, tuy không phá vỡ phòng ngự của nàng, nhưng lại có thể trực tiếp ăn mòn đóa hoa phòng ngự của nàng. Đúng là xem thường ngươi. Sau khi thấy đạo ma chi lực lượng này của đối phương, điện chủ thánh hoa điện cũng không tham dò nữa, trực tiếp thúc giục đạo pháp lực lượng cường đại của bản thân, thánh hoa chi đạo, hoa linh chúng sinh. Theo tám chữ này được niệm ra từ miệng điện chủ thánh hoa điện, quanh thân nàng bắt đầu tràn ngập một loại khí tức huyền diệu thần bí mà cường đại thân thể nàng như hóa thành một đóa thánh hoa khổng lồ hồng sắc thần chi quang mang tỏa ra từ trên người nàng chiếu sáng toàn bộ không gian vô số hồng sắc chi hoa bay ra từ xung quanh thân thể nàng như thể bị thần quang quanh người nàng thu hút tụ tập bên cạnh nàng thánh hoa bay lượn trên không trung tạo thành từng cảnh tượng đẹp mắt khiến người ta như đang ở trong một thế giới mộng ảo mỗi một đóa hoa đều tỏa ra huyền diệu lực lượng cường đại như thể mỗi một đóa hoa đều là một thế giới độc lập tràn ngập sự thần bí và kỳ diệu theo càng lúc càng nhiều hồng sắc thánh hoa xuất hiện huyền diệu đạo pháp vào lúc này sinh ra như là lực lượng thần kỳ được thánh hoa cùng nhau sáng tạo đột nhiên tất cả thánh hoa trong nháy mắt tụ tập lại với nhau hình thành một đạo hoa chi thế giới khổng lồ cuối cùng toàn bộ vạn giới thánh tử chi địa đều bị hoa chi thế giới bao phủ biến thành một hoa chi thế giới vô cùng xinh đẹp và thần bí điện chủ thánh hoa điện đứng ở trung tâm hoa chi thế giới thân thể nàng được vô số thánh hoa bao quanh như thể là người bảo vệ thánh hoa trên mặt nàng tràn đầy nụ cười thỏa mãn và tự tin như thể nàng lúc này đã dung hợp với thánh hoa chi đạo đạt đến một tầng thứ cường đại cảnh tượng này tràn ngập sự thần bí và mỹ lệ khiến người ta như đang ở trong mộng ảo chi giới lực lượng của điện chủ thánh hoa điện thể hiện ra khiến cho tất cả cường giả thần trích đều cảm thấy vô cùng chấn động khi ở trong hoa chi thế giới bởi vì bọn họ cảm nhận được mỗi một đóa thánh hoa trong hoa chi thế giới này đều đại biểu cho một phương thế giới một khi chạm vào những thánh hoa này sẽ bộc phát ra lực lượng của một phương thế giới quy lực đáng sợ vô cùng hoa chi thế giới này tràn ngập thánh hoa chi đạo không thể chống lại ở trung tâm hoa chi thế giới có một đạo hoa linh tỏa ra thần thánh quang huy giống như có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ cản trở trước mặt nó hoa linh trực tiếp đánh lên ma quang phát ra một tiếng vù vù toàn bộ vạn giới thánh tử chi địa vào lúc này đều dung chuyển kịch liệt huyền diệu lực lượng của thánh hoa chi đạo và ma quang rằng co lẫn nhau ma quang kia cũng không chịu yếu thế bộc phát ra lực lượng có thể ăn mòn vạn vật muốn ăn mòn hoa linh Tuy từng đạo ma chi lực quỷ dị xâm thực vào Hoa Linh, nhưng rất nhanh, lực lượng xâm thực kia bị Thánh Hoa Chi Đạo phân giải bằng huyền diệu lực lượng. Sắc mặt Thiên Long Đại Thần Quân ngưng trọng, thầm nghĩ, Thánh Hoa Chi Đạo này quả nhiên không tầm thường, không bao lâu nữa, cỗ ma chi lực lượng này của hắn ta cũng sẽ bị phân giải hoàn toàn, nhưng mục đích của hắn ta không phải là đánh bại điện chủ Thánh Hoa Điện, mà là ngăn cản điện chủ Thánh Hoa Điện. Dù sao, lực lượng của điện chủ Thánh Hoa Điện không thể khinh thường đạo ma chi lực lượng này của hắn ta cũng chỉ có thể ngăn cản đối phương trong thời gian ngắn ngay sau đó ánh mắt thiên long đại thần quân lướt nhìn ba cái bóng ở cách đó không xa ba vị vong linh đại nhân các người mau thừa dịp bây giờ ta không thể kiên trì được lâu thánh hoa chi đạo của đối phương quá cường đại ta chỉ có thể áp chế được nhất thời thiên long đại thần quân vội vàng truyền âm cho ba cái bóng những người sau nhận được truyền âm của thiên long đại thần quân cũng lập tức bắt đầu hành động trong nháy mắt liền bộc phát ra vong linh chi lực đáng sợ ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ vồ về phía lam sắc thạch bi trên hư không tốc độ của bàn tay khổng lồ cực nhanh ba cái bóng cũng nắm bắt thời cơ tốt nhất này hy vọng có thể đoạt được thần vực bi trong nháy mắt là có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này của bọn chúng một cách thuận lợi nhưng rất nhanh bị điện chủ thánh hoa điện phát hiện đôi mắt đẹp ngưng tụ tiếng quát khẽ vang lên thủ đoạn dương đông kích tây không tồi ta nói rồi không ai có thể đoạt đi thứ này hoa linh đang không ngừng phân giải ma quang của đối phương nhưng nếu muốn rút lực lượng của hoa linh ra để ngăn cản ba cái bóng kia chỉ sợ có chút khó khăn dù sao năng lượng ăn mòn trong ma quang này vô cùng bàng bạc vô tận nếu không phải thánh hoa chi đạo của nàng huyền diệu có lẽ thực sự không thể chống đỡ được sự ăn mòn của đạo ma quang này thánh hoa phân ảnh đi cho dù bọn chúng dùng thủ đoạn đánh lạc hướng thân hình điện chủ thánh hoa điện vẫn như bất động minh vương đoan trang mà uy nghiêm theo thần quang bộc phát ra từ trên người nàng hào quang kia tinh khiết không tì vết như ánh mặt trời mọc ôn noãn mà tràn đầy sinh cơ, xuất hiện một nụ hoa thần thánh. Ngay sau đó, nụ hoa dần dần nở rộ, cánh hoa rung dày, như khoảnh khắc sắp nở rộ đã đóng băng thời gian. Bầu không khí giữa thiên địa bỗng chốc trở nên căng thẳng. Khi nụ hoa nở rộ, không chỉ là sự rực rỡ về màu sắc, mà còn là sự diễn dịch cực hạn của đạo pháp lực lượng. Nó mỹ lệ vô cùng, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa đạo vận sâu xa, lưu truyền phù văn cổ xưa. Theo đó hoa nở rộ, không khí xung quanh như cũng rung chuyển, huyền diệu đạo pháp lực lượng như gợn sóng khuếch tán bao phủ toàn bộ thiên địa trong một bầu không khí thần bí mà trang nghiêm trong nháy mắt đóa hoa kia vậy mà bắt đầu biến hóa cánh hoa xòe ra dần dần ngưng tụ thành một hư ảnh giống hệt điện chủ thánh hoa điện hư ảnh biến hóa này đứng sừng sững trước bàn tay khổng lồ giống như điện chủ thánh hoa điện đích thân đến khi thấy cường đại khiến người ta không dám nhìn thẳng đạo pháp lực lượng tỏa ra từ trên người điện chủ thánh hoa điện càng thêm nồng đậm sau đó năng liền vỗ ra một trường theo trường này vỗ ra lập tức ngưng tụ ra một bàn tay khổng lồ trên không trung xuyên qua thiên địa hư không giống như có thể dung chuyển sơn hà đánh về phía bàn tay khổng lồ kia khi lực lượng của hai bên va chạm tiếng va chạm như điện quang hỏa thạch trong không khí hầu như chọc thủng màng nhĩ sóng xung kích như cuồng phong bạo vũ cuồn cuộn bốn phía bụi bay mù mịt cây cối gãy đổ cảnh tượng vô cùng chấn động tất cả cường giả thần trích ở hiện trường đều không khỏi động dung có người nhắm mắt cảm nhận sự cuồn cuộn của cỗ lực lượng này có người thì mở to mắt đây quả thực là một hồi tuyệt thế chi chiến dưới sự chấn nhiếp của cỗ lực lượng này, cho dù là người có tâm trí kiên định nhất, cũng không khỏi kính sợ, cảm nhận được đạo pháp lực lượng cường đại không thể địch nổi của điện chủ Thánh Hoa Điện, đã không phải là tầm cao mà bọn họ có thể chạm tới, lực lượng của Bán Đạo Thần là mục tiêu mà tất cả cửu trọng thiên vị thần đỉnh phong đều khao khát, cửu trọng thiên vị thần đỉnh phong có cơ duyên vận may, có lẽ có thể chạm đến ngưỡng cửa đó, có một số cửu trọng thiên vị thần đỉnh phong cả đời cũng không có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa đạo pháp, cho nên, sau khi thấy lực lượng của Bán Đạo Thần những cường giả thiên vị thần này càng thêm khao khát bản thân cũng có thể có được huyền diệu đạo pháp chi lực như vậy. bọn họ cũng muốn trong lúc điện chủ thánh hoa điện chiến đấu thu được một số pháp môn của huyền diệu đạo pháp có lẽ sau này sẽ có ích rất lớn cho việc lĩnh ngộ đại đạo của bọn họ. Âm âm ngay khi các cường giả thần trích đang chấn động công kích của điện chủ thánh hoa điện rõ ràng chiếm ưu thế bàn tay khổng lồ kia cũng dần dần bị áp chế. Sau đó cỗ thánh hoa chi lực càng thêm huyền diệu này lập tức thôn vệ bàn tay khổng lồ cho dù thực lực của ba cái bóng là bán đạo thần trung giai trước mặt thánh hoa chi lực dường như vẫn kém hơn một chút có thể thấy rõ ràng bàn tay khổng lồ trực tiếp bị cự trưởng của đối phương đánh nát trên đó còn chẳng triệt huyền rượu phù văn như muốn tiêu diệt bọn chúng phù văn tỏa ra thần quang nhàn nhạt, nhạt mà những thần quang này cũng bắt đầu ngưng tụ lực lượng đáng sợ và thần thánh hơn so với trước đó ba cái bóng thấy phản kích đáng sợ như vậy đồng từ bọn chúng co rút nhanh chóng thần sắc thay đổi càng không ngờ tới thực lực của một vị điện chủ thánh hoa điện lại có thể đạt đến mức độ này theo suy đoán của bọn chúng thực lực của điện chủ thánh hoa điện này chỉ sợ không phải bán đạo thần cao dài mà là bán đạo thần đỉnh phong phải biết bán đạo thần đỉnh phong chỉ còn kém một bước là đến đại đạo hoàn trình chỉ cần bước ra bước này là có thể bước vào cảnh giới cao nhất của đại trụ trở thành đại đạo chủ thần oai phong một phương thần giới xem ra sự hợp tác của các ngươi vẫn còn kém xa ta nói rồi các ngươi không thể đoạt được thần vực bi đó từ trong tay ta nơi này chính là địa bàn của thánh hoa điện ta các ngươi có tư cách gì cướp đoạt đồ vật ở đây hơn nữa thứ gọi là thần vực bi vừa rồi còn là tạo hóa thần khí các ngươi nói xem thứ này có thể để các ngươi lấy đi sao sau khi thấy thánh hoa phân ảnh của mình trực tiếp đánh tan công kích của đối phương khí thế của điện chủ thánh hoa điện lại tăng vọt một lần nữa đồng thời cũng tràn đầy tự tin ngược lại bao quang của thiên long đại thần quân sắp bị thánh hoa chi đạo phân giải hoàn toàn khi liếc nhìn điện chủ thánh hoa điện đầy tự tin ngay sau đó Hắn ta liền cười lạnh, rồi biến thành cười lớn, "Ha ha, ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngươi cho là ta thực sự không có hậu chiêu sao?" Vừa dứt lời, đôi mắt đẹp của điện chủ Thánh Hoa điện hơi nheo lại, kỳ thực vừa rồi nàng cũng đã phát giác, phát giác giới bích của vạn giới thánh tử chi địa bị mấy đạo lực lượng quỷ dị xé rách, mà cũng chỉ là cảm ứng trong nháy mắt, sau đó không cảm giác được bất kỳ khí tức quỷ dị nào, vốn tưởng bản thân cảm ứng sai, không ngờ, Thiên Long đại thần quân đã bị nàng hoàn toàn áp chế, vẫn còn có thể nói ra lời này. Vậy thì chứng tỏ, cảm ứng trong nháy mắt vừa rồi của nàng là đúng. Vạn giới thánh tử chi địa đã bị xâm nhập từ bên ngoài. Hơn nữa, kẻ xâm nhập không chỉ có một người, ít nhất cũng có mười người. Hơn nữa, có thể tránh được cảm ứng của nàng trong lúc âm thầm. Vậy thì thực lực ít nhất cũng là cảnh giới ngang bằng với nàng, bán đạo thần đình phong. Nếu thực sự là như vậy, xem ra chuyện này thực sự có chút rắc rối. Hừm, còn có hậu chiêu đúng không? Nếu đã như vậy, vậy thì tư diệt ngay trước. Giọng điệu điện chủ thánh hoa điện trở nên vô cùng lạnh lùng. Đồng thời tỏa ra sát ý được che giấu đã lâu, vào lúc này hoàn toàn bộc phát, một khi bán đạo thần đỉnh phong bộc phát sát ý hoàn toàn, cho dù là bán đạo thần cao dài cũng phải chạy trốn, nếu không sẽ bị vẫn lạc dưới đạo pháp của nàng.